Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Trong đêm nay và sáng mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa, chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ ở Trung Du và Đồng Bằng và từ 19 đến 22 độ ở vùng núi. Các tỉnh thuộc phía khu vực Tây Bắc trên 32 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm mai ngày 11 tháng 4, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các vùng ở phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ chiều tối mai, các tỉnh vùng phía Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 19 độ. Ngày mai, miền Trung sẽ đón một ngày nắng to. Thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ đạt ngưỡng 28 cho tới 31 độ. Tuy nhiên, sang đến gần sáng ngày 12 tháng 4, khối không khí lạnh trên đà dồn xuống sẽ ảnh hưởng đến các khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Bà con đề phòng sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai quay trở lại trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều, nhiệt độ ổn định từ 31 cho tới 34 độ. Sang ngày 12 đến ngày 13, những cơn mưa dông xuất hiện trở lại, tập trung chính vào chiều tối và đêm. Những cơn mưa này sẽ góp phần giải khát cho những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn. Bà con có kế hoạch tích trữ nước phù hợp. Đó là những diễn biến thời tiết đáng chú ý. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.